Xin chào các bạn, hôm nay Vinh sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm mới của Yamaha. Đó là dòng Yamaha CB735. Nó nằm trong cái loạt CB700 mới nhất của Yamaha, được cho ra mắt vào năm 2020. Những cái dòng CB700 nó bao gồm là CB725, 735, 745, 765, 775 và 785. Cái phiên bản cuối cùng Grand Piano đó là 795. Thì cái dòng này nó sản xuất năm 2020, nó mang những cái công nghệ mới. Nếu bạn đang là người khách hàng đang cần tìm một cái đàn Yamaha nó có khả năng sản xuất mới, các cái công nghệ giống như là cái âm thanh bàn phím nó được cải tiến, thì chúng ta không thể bỏ qua cái dòng 735 này. Có nhiều cái khách hàng đến cửa hàng và lựa chọn cái dòng IDB165, thì Vinh luôn luôn có một cái lời khuyên là nên tìm hiểu và tham khảo thêm cái dòng 735 này. Với cái mức giá loanh quanh đó thì cái dòng 735 này nó là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Nó tích hợp nhiều cái và mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu mình tốt hơn cái dòng 165. Bạn có thể tìm hiểu cái mức giá và những cái thông số của nó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi trọng tâm vô cái dòng 735 này nha. Đầu tiên Vinh mời mọi người cùng trải nghiệm qua một vòng ngoại hình của đàn, cũng như điểm qua một vài thông số kỹ thuật của đàn. Đàn có tích hợp một cái nắp trực bàn phím hiện đại, dễ dàng thao tác. Bên cạnh góc phải này là một cái nút nguồn và cái nút điều chỉnh volume. Và bên trái đàn là nút một cái bảng điều khiển LED nhỏ và những cái nút bấm. Khi mà mình mở đàn lên thì nó sẽ hiện tiếng mặc định là CFX này, tiếng Bossenrofer, Upright và nhiều tiếng khác nữa. Và khi chúng ta điều chỉnh mà chúng ta muốn quay lại thì quay lại cái tiếng chuẩn đó, thì ở trên CB735 này Yamaha tích hợp hai cái tiếng chuẩn là CFX và Bossenrofer, hai tiếng mà Yamaha đã độc quyền, chỉ có ở trên đàn piano điện Yamaha thôi. Và cái này là cái tiếng voi, mà những cái bộ tiếng của nó này mọi người, nó bao gồm rất là nhiều bộ tiếng. Mình ngoài tiếng piano ra thì nó có ngoài những cái âm thanh giả thanh để mình chơi bên khác. Này nút thoát này, nút này là function này, để mình điều chỉnh này, strain spot này, dùng để mình tăng giảm tông này, reverb, rất là nhiều thứ. Bên dưới là nút thu âm, nút phát lại, nút son demo là những cái bản nhạc tích hợp sẵn. Ở trên đàn CB735 thì tích hợp 50 bài. Cái này là metronome để chúng ta gõ nhịp, đếm nhịp. Còn cái phần này cũng khá là thú vị. Nó là cái phần rip rhythm để cho mình học điểm hát cover đó, thì nó bổ trợ thêm để cho mình đánh theo cái riff đó. Mình ví dụ một cái riff đi. Đó, nó là như vậy. Mình có thể điều chỉnh tempo, âm lượng ở đây. Nói chung là một cái bảng điều khiển rất là dễ dàng thao tác sử dụng. Ở phía trên là một cái tích hợp một cái giá nhạc và hai cái con giữ này để giữ lại cái bản nhạc này, để nó khỏi bay á các bạn, nó khỏi bay bài đi, bay cái bản nhạc mình lật lên lật xuống á. Một cái nữa đó là chúng ta có thể là gập cái giá nhạc xuống, gập xuống để mình, ví dụ như mình có dùng máy tính hay là iPad chẳng hạn, nếu mình để trên này nè, mình học online hoặc là mình tự học. Ở bàn phím của Yamaha CB735 thì vẫn là bàn phím nhựa, công nghệ là Grand Touch S. Trên phím đen thì nó có giả những cái lớp vân, giúp cho các bàn tay mình cái cảm giác nó chân thật và nó bám tay hơn. Đàn Yamaha CB735 nó trang bị cho hai cái lo 30W, chỉ có hai lo thôi nha các bạn. Đó, dưới là pedal nè. Cái đàn này xíu nha, nó khá là ấn tượng, khá là đẹp. Nó là giống hệt như cây upright mà phiên bản thu nhỏ lại. Tiếp theo đến cái phần quan trọng nhất của một cây đàn, đó là âm thanh ở bàn phím. Mình sẽ test thử qua một cái đoạn nhạc để mọi người nghe qua, và sau đó mình sẽ có những cái đánh giá của mình về cái cây 735 này nha.
đánh giá âm thanh của cây CV735 năm này ở cái mức ở cái thang điểm 10 thì Vinh sẽ chấm cho nó ở mức 7 hoặc là 7,5. 735 nó có một cái hạn chế về loa, về cái âm lượng đó, nó sẽ phù hợp cho các bạn cái không gian vừa, giống như cái không gian của Vinh này vừa, chứ nó lớn quá thì cái âm thanh nó sẽ bị loãng. Đó là một cái yếu điểm của cây 735 này. Về cái trải nghiệm mà để mà cái trong cái không gian này, cái phòng này bên chơi á, thì cái âm thanh này rất là chân thật, nó cải tiến hơn so với cái dòng CV600 đó các bạn. Cái âm vực phần bass này nó mang cho mình cái cảm giác như là cơ hơn, nó ra cái tiếng dây hơn, nó thật hơn, nó đỡ bị ù hơn. Và cái phần trên này, nếu mà mình tinh tế mình cảm nhận thì nó ra cái tiếng búa phần phía trên nó gõ cốc 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 vô cái dây á của cái đàn Binoco á. Thì về cái âm thanh á thì Vinh đánh giá nó ở lanh quanh ở mức 7, 7,5. Về cái bàn phím, một cái yếu điểm của cái dòng 735 này, và bàn phím đó là bàn phím nhựa, so với cái đời cao hơn nó là 745 hay là 775 thì nó là phím gỗ. Nhưng nếu mà Vinh chơi á, Vinh ngồi Vinh chơi á, đừng có quan tâm đến về cái thông số hoặc là cái chất liệu nó làm ra bàn phím, thì mình không có phân biệt được cái bàn phím này với đàn bàn phím gỗ, tại vì nó mang cái độ tết hệt như nhau, rất là khó phân biệt. Nếu mà bạn phân biệt được cái cảm giác cái bàn phím này so với cái cây đời cao nó 745 phím gỗ đi, thì bạn phải là một người chuyên nghiệp, phải chơi lâu, phải nghiên cứu kỹ mình mới cảm giác mình mới phân biệt được. Thì đó là một cái trải nghiệm và cái cảm nhận của Vinh. Ở cái bàn phím nhựa thì so với cái bàn phím gỗ thì nó có một cái điểm đó là về cái độ bền, thì chắc chắn là bàn phím gỗ nó sẽ tốt hơn. Vinh cũng chưa có kiểm chứng ở dòng 735 này, tại vì cái thời gian á, mình dùng mình đã biết độ bền hay không, nhưng mà về cái cảm nhận á, cái độ tết mình thấy hệt như nhau, vì vậy nó mới có cái mức giá là 30 triệu. Ở cái dòng CV745 mà những cái đời mới mà phạm phím gỗ này cái giá trị nó cao lắm. Đó cũng là một cái sự lựa chọn tốt để cho các bạn phân vân để mình mua cái đàn, cái giá tiền nó lên quanh từ 30 trở lại đó. Một cái đàn ở đời mới vẫn còn đang bán mới giá trị nó mới cao, thì nên tham khảo cái dòng 735 này nha. Cảm nhận ở cái tổng quan về cái tất cả các cái ngoại hình âm thanh bàn phím so với cái tầm tiền 30 triệu cái đỡ cái thời điểm này nha, để mình mua cái đàn này nó có xứng đáng không, thì cảm nhận của Vinh á, nó sẽ rất là xứng đáng với cái người mà ưa chuộng cái đồ mới, cái năm sản xuất mới, những cái công nghệ mới, thì cái cây 735 này nó rất là xứng đáng để mình bỏ tiền ra. Còn đối với những cái người mà không quan tâm đến cái độ mới mà tìm hiểu những cái dòng thấp hơn nữa, những cái dòng mà đời sâu á, nhưng mà người ta quan trọng tới yếu tố chất lượng mà âm thanh á, thì Vinh nghĩ cái 735 này mình nên coi lại, nó sẽ không phù hợp với cái mức giá đầu tư của cái những người có cái xu hướng đó. Thì nó sẽ phù hợp với cái như thế nào, những người có xu hướng mà ưa chuộng đồ mới, những người mới học, cái năm sản xuất mới đó. Còn những cái người mà ưa chuộng những cái đồ không quan trọng năm sản xuất và đòi hỏi cái âm thanh cao, thì cái cây này nó sẽ không phù hợp đâu. Đó là cái bài đánh giá review của Vinh ở cái cây CV735 này. Và các bạn lưu ý, đó là cái cảm nhận cá nhân của Vinh chơi qua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.